Shop em chị nhận thể các bác thì hôm nay shop em xin giới thiệu các bác cái mẫu combo bẫy cò, bẫy vạc, bẫy diệp của bên em nhé. Thì đầu tiên em xin giới thiệu các bác đây là cái mẫu con cò trắng của bên em. Con cò trắng này được làm bằng xốp đệm mềm dẻo các bác nhé. Cò trắng được làm bằng xốp đệm mềm dẻo từ đầu đến thân cho các bác này. Từ đầu đến thân cho các bác này. Đó, uốn vào thả ra nó lại trở về vị trí ban đầu nhé. Bên em có hai mẫu mỏ là mẫu mỏ vàng và mẫu mỏ đen và có 4 kiểu đầu các bác nhé. Có 4 kiểu đầu. 4 đến 5 kiểu đầu các bác đặt theo kiểu đầu nào thì em sẽ ship theo mẫu đầu đó. Đó, giá bán lẻ là 20.000 đồng một con cho con cò trắng bằng xốp đệm mềm dẻo. Bên em có cả cò trắng xốp cứng các bác nhé. Cò trắng xốp cứng là 20.000 đồng một con. Tiếp theo xin giới thiệu các bác đây là cái mẫu cò ngà của bên em. Cò ngà của bên em nhé. Cò ngà bên em có 2 kiểu dáng đầu. Đây, 2 kiểu dáng đầu. Giá bán lẻ cho con cò ngà bằng xốp mềm là 40.000 đồng một con và con cò ngà bằng xốp cứng là 70.000 đồng một con các bác nhé. 70.000 đồng một con cho con cò ngà bằng xốp cứng. Đó, rất là nhiều hàng luôn. Và tiếp theo xin giới thiệu các bác, đây là cái mẫu con cò bợ hay còn gọi cò cói hay là cò ma. Đây là cái mẫu con cò bợ của tháng 8 hay còn gọi là cò cói nha các bác nhé. Còn đây là mẫu con cò bợ tháng 3 là con cò đỏ lưng đen. Giá bán lẻ là 35.000 đồng một con cho các bác nhé. 35.000 đồng một con cho con cò mã, cò ma hay còn gọi là cò cói. Đây bên em có rất là nhiều hàng cò cói này. Quay cho các bác nhìn này. Đây chỉ là một số để em quay cho các bác xem thôi, chứ còn trong kho nhà em thì nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm. Đồ xỉ đồ lẻ cho các bác luôn nhé. Và tiếp theo xin giới thiệu các bác, đây là cái mẫu con chân hương hay là còn gọi là con cà kheo nhé. Cà kheo này thì bên em đang bán với giá là 25.000 đồng một con. Được vẽ rất là nhiều kiểu dáng luôn cho các bác lựa chọn. Đây là cái mẫu còng cọc của bên em. Cái mẫu còng cọc của bên em, còng cọc này thì được làm bằng xốp đệm mềm dẻo từ đầu cho đến thân. Giá bán lẻ là 35.000 đồng một con cho con còng cọc. Và tiếp theo trên khuôn hình các bác có thấy đây là con vạc của bên em. Vạc thì là 50.000 đồng một con nha các bác nhé. 50.000 đồng một con cho con vạc. Và cái dòng này là dòng nhập khẩu, dòng vịt trời, trời nhựa các bác ạ. Vịt trời nhựa này thì được bán với giá cực kỳ ưu đãi luôn các bác ạ. Cực kỳ ưu đãi, giá rẻ luôn. Rẻ cho các bác luôn. Chỉ nhỉnh hơn giá của con vịt xốp một chút thôi. Cực kỳ đẹp và cực kỳ bền, dùng đến vài năm mà không hỏng. Nói chung là vài năm mà không hỏng. Chỉ lo mất hàng chứ không bao giờ lo hỏng nhá. Con vịt trời là cực kỳ đẹp. Và tiếp theo đây là cái dòng keo bên em. Dòng keo chuyên bẫy cò, bẫy vạc, bẫy diệc. Dòng keo này dòng keo VIP Pro cộng luôn. Đánh cả trời nắng và cả trời mưa nhá. Cực kỳ tốt luôn. Trời mưa thì các bác sẽ cho một lượng keo nhiều hơn, trời nắng một chút thì đảm bảo đánh nó cực kỳ ok luôn cho các bác nhé. Cực kỳ ok. Giá bán lẻ là 200.000 đồng 1kg và có đổ xỉ đổ lẻ nguyên thùng các bác nhé. Đổ xỉ đổ lẻ nguyên thùng các bác lấy bao nhiêu cũng có luôn. Và tiếp theo em xin giới thiệu các bác đây là cái mẫu lan cáp quang. Lan cáp quang này là dòng lan 1 ly 72. Bên em có những dòng lan 1 ly 72, ly 1 và 2 ly 3. 2 ly 3 chuyên dùng để bẫy cò, bẫy vạc, bẫy diệc. 1 ly 7 cắt dài 50 thì được dùng để bẫy cò trắng. 1 ly 7 cắt dài 40-45 là dùng để bẫy cò bợ, cò mã, cò ma. Và 2 ly 1 cắt dài 60 là chuyên dùng để đánh vạc nhé. 2 ly 1 cắt dài 50 cũng dùng để bẫy cò trắng. Ai thích nhỉnh lan thì sẽ dùng bẫy cò trắng. Và 2 ly 3 cắt dài 70-80 chuyên dùng để bẫy diệc các bác nhé. Chuyên dùng để bẫy diệc đó. Có dòng lan cực kỳ phân biệt, rất nhiều dòng lan cho các bác lựa chọn luôn. Giá bán lẻ 130.000 đồng 1kg, có đổ xỉ đổ lẻ cho các bác. Và tiếp theo đây là cái mẫu lan tre. Lan tre này được vót tròn đều hai đầu bằng nhau, vót từ máy công nghiệp tròn đều hai đầu bằng nhau, không có đầu to đầu nhỏ. Giá bán lẻ là 80.000 đồng 1kg nha các bác nhé. 80.000 đồng 1kg. Có lan dài 50 và lan dài 60 để bên ship code toàn quốc đồng kiểm tra hàng. Trước khi thanh toán các bác đặt hàng thì đến lại số Zalo hoặc nhắn để lại hoặc nhắn Zalo cho số trên góc màn hình nhé. Em sẽ đi quay chi tiết cho các bác một lượt xem các bác thấy. Đây là những mẫu cò, mẫu vạc nhà em. Và mẫu lan cáp quang. Kia là những chồng keo bẫy chim sẻ. Nó rất là nhiều dòng. Cò vạc vịt trời cực kỳ nhiều luôn. Lan cáp quang vô biên luôn. Sơn hết toàn bộ rồi, lan cáp quang cực kỳ nhiều đây. Trong kho nhiều lắm. Đây là một kho. Còn một số những kho khác em không quay đến nhé. Và dòng keo này, keo lan. Lúc nào cũng chỉ để mấy thùng ở đây thôi. Dòng keo này, đồ xỉ đồ lẻ chỉ để mấy thùng để quảng cáo thôi. Chứ còn kho là ở chỗ khác nha các bác nhé.
Bên em nhắc lại là ship code toàn quốc đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại hoặc nhắn Zalo em để trước góc màn hình ạ. Em xin kính chào toàn thể các bác.